A Di Đà Phật. Không biết cô giáo mình đang ở đâu. Cô có thể giơ tay được không? Cô giáo ơi. Ở đây nè, thấy chưa? Đấy. Thì em chỉ spotlight một chút xíu thôi, sau này sẽ em sẽ chiếm lại màn hình A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày đặc biệt đối với cô giáo chúng ta, nên là chúng con có làm một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng sinh nhật cho cô giáo, cũng như là cảm ơn tới ba mẹ diệu pháp đã sinh ra một cô giáo tuyệt vời cho đạo tràng online của chúng ta. Thì để bắt đầu chương trình, con sẽ mời tất cả các thành viên trong đạo tràng chúng ta sẽ thưởng thức một bài hát do chị Thảo Quyên trình sáng tác và chị ca sĩ Thanh Vy trình bày. A Di Đà Phật, xin mời bên Linh có thể share bài hát A Di Đà Phật. Con theo ngài, nếu vẫn có là
sao cơn thầm tư cô đã tay xanh hành trọn lời nguyện làm hành Bồ Tát giúp cho chúng sanh giải thoát khổ đau buông bỏ đi công danh đang trên đà giang dơ dân dân cho chúng sanh biết giấc ngộ để về nhà độ thoát cho muôn loài từ đau khổ tìm ra hạnh phúc miền Tây trèo lại đạo tràng online chiếc thuyền bát nhã cứu khắp chúng sanh hành trì bi trì dung tu đêm ngày không ngừng nghỉ cho dù thân đau đớn nhưng tâm này luôn kiên định mong đỉnh cứu chúng xanh cùng đào trang nắm tay dự thượng phẩm đài sen công đức của không lời nào tả hết ân tình của muôn kiếp chẳng thể A Di Đà Phật. Mọi người vừa nghe một bài hát sáng tác bởi chị Thảo Quyên. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất là bài hát rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là hay và bên cạnh con đây những giọt nước mắt đã rơi vì bài hát A Di Đà Phật. Một lần nữa em xin cảm ơn chị Thảo Quyên cũng như là Linh đã làm video để có được một bài hát thật là tuyệt vời A Di Đà Phật. Và để tiếp theo chương trình thì Linh ơi, em sẽ mình sẽ spotlight cô giáo một chút xíu thôi, sau đó sẽ quay trở lại hình của chị. Cô giáo đâu rồi? Cô ơi. Cô giáo chúng ta thật là xinh đẹp đúng không ạ? Dạ, A Di Đà Phật. Hôm nay là một ngày rất là ý nghĩa. Lời đầu tiên thì con xin đại diện cho Đào Tràng Online có đôi lời gửi đến chúc mừng sinh nhật chị. Trước tiên thì con xin cảm ơn ba mẹ Diệu Pháp đã sinh ra và nuôi dưỡng một người con tuyệt vời để bây giờ có thể làm lợi lạc cho chúng sanh. Lời đầu tiên thì chúng con xin tri ân công đức của cha mẹ Ba Thiện Quang và mẹ Diệu Pháp. A Di Đà Phật.
Và em cũng cảm ơn chị đã đến với chúng em cũng như tất cả các thành viên trong đạo tràng online của chúng em. Tất cả chúng em sẽ chúc chị sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, an lạc, mạnh khỏe. Chúc cho nụ cười xinh đẹp của chị luôn luôn nở trên môi và truyền động lực cho tất cả các thành viên trong đạo tràng online. Chúc cho những lời nguyện cũng như sứ mệnh của chị được hoàn tất viên mãn trong một đời này. Chúng em cũng như tất cả các thành viên trong đạo tràng sẽ luôn bên cạnh chị, cũng như nắm tay chị, đồng hành cùng chị trên con đường trở về với cha Di Đà. Và một lần nữa, em cũng như tất cả các thành viên trong đạo tràng chúc chị những điều tốt đẹp nhất đến với chị. Tất cả chúng em đều yêu thương chị và sẽ cùng nắm tay chị đi đến hết một con đường này. Chúng ta còn mong rằng tất cả các thành viên trong đạo tràng mình sẽ cùng nắm tay cô giáo Vân Võ của chúng ta, một lòng, một tâm, một ý để trở về cùng với cha Di Đà, A Di Đà Phật. Con sẽ đọc một cái khẩu hiệu đại diện cho đạo tràng chúng ta, đó là We love you. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Thì để tiếp theo chương trình, chúng con sẽ dâng những chiếc bánh tất cả những thành viên trong đạo tràng chúng ta. Bây giờ con sẽ hạ tất cả các cánh tay xuống, và tất cả những thành viên nào trong đạo tràng chúng ta hiện đang có bánh giống như con đây thì mình sẽ cùng giơ tay, cũng như giơ bánh lên, rồi con sẽ spotlight lên, rồi sau đó cô giáo sẽ cùng đốt nến ước nguyện A Di Đà Phật. Những thành viên nào có bánh thì vui lòng giơ tay giúp tụi con, để tụi con có thể spotlight được hết tất cả các thành viên, những ai mà có bánh ngày hôm nay. A Di Đà Phật.
Di Đà Phật. Bây giờ con sẽ mời cô giáo sẽ có thể giơ tay lại giúp em với. Bây giờ chúng ta sẽ spotlight qua hình cô giáo và chúng em sẽ đại diện đốt nến. Ở bên chị Vân cũng có bánh thì tụi con sẽ được cô giáo sẽ ước nguyện và cùng hồi thắp nến. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, con mời tất cả mọi người đồng thắp nến lên và chúng ta sẽ cùng bật bài hát chúc mừng sinh nhật và cô giáo sẽ ước, sau đó sẽ cùng thổi tắt nến. A Di Đà Phật. Xong rồi đúng không ạ? Ước nguyện có thể nói được không? Dạ, ước nguyện chúng ta sẽ không thể nói. Dạ, và bây giờ con sẽ mời tất cả các thành viên trong đạo tràng chúng ta, những ai có bánh, có hoa thì mình có thể tạo một điều kiện, đó là mình tắt đèn để cho ánh sáng của mình giảm tối thiểu, và hạ giây phút này chúng ta sẽ dành chọn cùng cô giáo sẽ thổi những ngọn nến và ảnh còn thổi những ngọn nến để chúc mừng sinh nhật cô giáo A Di Đà Phật. Và xin mời Thủy sẽ spotlight những hình ảnh nào có bánh để mình cùng thổi nến. Trước tiên thì sẽ là cô giáo thổi nến trước A Di Đà Phật. Mừng sinh nhật cô giáo, happy birthday. Linh ơi nhạc happy birthday nào. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Hôm nay là ngày 19 tháng 9. Là ngày birthday của con gái yêu của mẹ. Đây là lần birthday thứ 45 của con. Happy birthday con. Chúc cho con luôn luôn vui, khỏe, trẻ đẹp. Để hướng dẫn Phật tử trên đạo tràng online cùng nhau nắm tay về nhà với cha A-di-đà Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc nha con. A-di-đà Phật. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Thu Vân Võ, con gái yêu của mẹ. A-di-đà Phật. Đà Phật. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với tiết mục của chúng ta sẽ đón nhận những lời sinh nhật từ các đạo tràng gửi đến cho cô giáo Vân Võ. A Di Đà Phật. Happy birthday to you. Mừng ngày sinh nhật của cô. Mừng ngày có cô sinh ra đời như vầng thái dương tỏa sáng. Happy birthday to you. Mừng ngày sinh nhật của cô. Mừng ngày có cô sinh ra đời đem hạnh phúc đến muôn loài. Happy birthday to you. Mừng ngày sinh nhật của cô. Mừng ngày có cô sinh ra đời
để màn sáng đến muôn nơi. Cảm ơn cô đã ra đời để mọi người được chúc mừng. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Mừng ngày sinh nhật của cô, đã trang nhã trang được cùng nhau gửi lời chúc mừng sinh nhật. Chúc cho cô luôn an lạc, chúc cho cô luôn tươi trẻ, chúc cho cô luôn được mạnh khỏe và vượt qua mọi thử thách. Gửi đến cô lời tri ân, đã dịu sắc hết chúng em, cùng nắm tay nhau đi về nhà, quê hương di đà chúng ta. Hạnh phúc nào đi ngồi đây, cùng nhau hát bài sinh nhật. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật cô giáo Vân Võ. Yeah, yeah, thật là to, thật là bự để tỏ lòng dâng lên cô giáo. Bởi vì ở Việt Nam chúng em hiện giờ là đang giãn cách nên không có hoa đẹp, không có bánh kem, chỉ có một cái tim to và bự này thôi để dâng lên cô giáo, để tỏ tấm lòng thành của tất cả Phật tử trong đạo tràng online dâng lên cô giáo. Và chúc mừng sinh nhật cô vui, khỏe, trẻ đẹp, hạnh phúc, và nụ cười tỏ nắng của cô an lạc từ bi ban trải đến cho tất cả chúng sanh muôn loài, và chúc cô mọi điều ước nguyện sẽ sớm được thực hiện. Happy birthday, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lai Văn Võ Hải Phòng. Tôi mạnh mẽ. Tôi tự tin. Tôi vượt qua lỗi sợ hãi. Tôi thay đổi để thành công. Tôi làm chủ cuộc đời mình. Tôi bắt đầu Bồ Đề. Tôi thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài. Tôi cứu vớt tất cả chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tôi nhất định vãng sanh thành Phật Thượng Thanh Tông nơi đây. Okay. Chúc mừng sinh nhật gặp cô giáo Vân Võ. A Di Đà Phật. Chúc mừng sinh nhật cô giáo Vân Võ. Happy birthday. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô giáo Vân Võ. Em thay mặt đạo tràng online xin tri ân cô giáo Vân Võ trong những năm vừa qua. Chúng em rất là may mắn được sự chỉ dạy của cô giáo để cho chúng em biết được đường về nhà. Ngày hôm nay chúng em xin thành kính tri ân đến người mẹ đã sinh ra cô giáo tuyệt vời cho chúng em, đó là mẹ Diệu Pháp và ba Thiện Quang. Chúng em xin gửi lời thành kính tri ân đến gia đình cô giáo Vân Võ. Chúc cô giáo Vân Võ và gia đình có thật nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng em trên bước đường về nhà. Chúng em đạo tràng online nhất định một đời này cùng cô giáo Vân Võ về nhà. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng cô giáo. Chúc mừng cô giáo. A Di Đà cùng ngồi lại bên nhau, ta
đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện cùng niềm A Di Đà dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất lo ăn luôn niệm A Di Đà nghe được an vui trong niềm A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh tâm không còn ưu phiền gia quyến được đoàn viên cùng quay về bờ giác sống trong niềm an lạc Chúng con xin chúc cho cô giáo có thật là nhiều sức khỏe để dìu dắt đạo tràng của chúng ta ngày một hưng thịnh hơn và được nhiều chúng sanh biết đến Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà đồng phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật và cùng đồng thanh chúc mừng sinh nhật cô. Chúc mừng sinh nhật cô giáo. Đều nhất tâm bất lo ăn niệm A Di Đà cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện cùng niệm A Di Đà dù đang lúc làm gì đều nhất tâm nhà mình ơi ngoài trời tháng chín đã về mình cùng hát vang hân hoan đón chào mừng ngày sinh nhật của một cô tiên trên trần gian Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
A Di Đà Phật. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật nhà cô Lão Vân Võ. Last order, what you want? Fast forward until the day's gone. We're gone. Ask for her memory drunk. I'm drunk. Bad torch. 길어진 밤에 안겼네. 잔잔했던 하루에 다가온 널 기억해. 푸른 새벽 서로의 어두운 마음이 맞닿을 때 모든 게 눈부셨어. 어리고 어려서 사랑에서 둘러 우린 끝내 길을 잃고 헤매이다 깬 꿈만 같아. dẫn dắt tất cả đạo tràng online về với cha A Di Đà, yêu cô giáo, yêu cô giáo. A Di Đà Phật, đó là những lời nhắn nhủ của tất cả những thành viên cũng như là trưởng của các tịnh đạo tràng ở các tỉnh thành của Việt Nam cũng như ở Mỹ gửi tới cô giáo Vân Võ nhân ngày sinh nhật của cô A Di Đà Phật. Và tiếp theo chương trình thì con sẽ mời một cô hôm qua có đăng ký với con là sẽ sáng tác tặng cho cô giáo một bài thơ, thì con sám hối là con quên mất tên nên là cô có thể giơ tay giúp con để con có thể spotlight cô lên ạ. A Di Đà Phật. Không biết tại con quên mất nên làm. Nếu cô ở trong Zoom thì cô có thể giơ tay để con có thể spotlight cô lên. Đi đọc Phật. Nếu như không được thì con sẽ mời ở bên hôm bữa cô Huyền gọi con à? Con sám hối là con không nhớ là cô tên gì đã gọi cho con. Thôi bây giờ con sẽ gọi bất kỳ một thành viên nào cũng được, sẽ gửi đại diện cho trong đạo tràng chúng ta sẽ nói đôi lời với cô giáo A Di Đà Phật. Chúng ta sẽ ngắm nhìn cô giáo chút xíu trong thời gian con tìm kiếm. Để con sẽ cho mời bên đạo tràng Hải Phòng A Di Đà Phật. Bên đạo tràng Hải Phòng. Bên A Di Đà Phật. Bên đạo tràng Hải Phòng có thể mở máy giúp em. Con biết là bây giờ trễ rồi nhưng mà chúng ta sẽ hôm nay sẽ nghỉ trễ hơn một chút xíu. Chị ơi chưa mở mic chị? Chị phải mở mic trước ạ. Dạ. Tụi em không nghe chị ạ. Alo ạ. Dạ được rồi ạ. A Di Đà Phật. Alo A Di Đà Phật ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân dịp sinh nhật cô giáo Vân Võ đạo tràng Hải Phòng, chúng em xin kính chúc cô giáo tuổi mới sức khỏe dồi dào để thành tựu trên con đường tu tập hoằng dương chánh pháp cứu độ chúng sanh và dẫn dắt các Phật tử chúng em trên bước đường về nhà với cha A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
như mở cái máy này. Rồi tắt cái này. Tắt cái con kia bật mà nói. Xin cảm ơn đạo tràng Hải Phòng. Con sẽ mời thành viên bên cô Ngô Thị Nhung có thể mở máy giúp con. Cô giơ tay đúng không? Dạ, con cô mở máy giúp con. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, hôm nay là sinh nhật cô giáo, thật là bất ngờ. Tôi mới theo được đạo, tôi là Ngô Thị Nhung ở Hưng Yên, tôi mới theo đạo tràng và hôm nay mới tập mở được máy. A Di Đà Phật, để chúc mừng cô giáo, tôi không có hoa, chẳng có bánh, mà chỉ có cái tấm lòng của mình cảm nhận về cô giáo đôi lời như thế này ạ. Mừng sinh nhật thứ 45, trung tuần đương độ trăng rằm đường tu, sinh tươi sáng láng nhân từ, mặc ai nặng nhẹ bon su chỉ cười. Khiêm nhường là lỗi tại tôi tất cả, tại tôi mọi đàng, ẩn sau đôi mắt mênh mang là tuệ bi lì liều trai. Một người phụ nữ Việt tài đã buông tất cả một hai về nhà, dù cho bão táp mưa sa, Võ Vân Vân Võ vẫn là Võ Vân. Xin chúc sinh nhật vui trọn phần. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, bài thơ rất là tuyệt vời. A Di Đà Phật, xin cảm ơn cô Nhung rất là nhiều. A Di Đà Phật. Và tiếp theo chương trình thì con sẽ mời bên cô Hiền Hồng. A Di Đà Phật. Cô có thể mở máy giúp con ạ? A Di Đà Phật. Xin chào cô giáo cùng tất cả đạo tràng. Thì hôm nay sinh nhật của cô giáo thì cô cũng có làm một bài thơ để đại diện cho đạo tràng Đắk Lắk để gửi tặng đến cô giáo. Bài thơ tuy là mộc mạc nhưng mà cả một tấm lòng chân thành. Dạ, A Di Đà Phật. Mừng cô giáo, mừng sinh nhật cô thêm một tuổi, trọn niềm vui trong cõi phù đề. Chúc cô sức khỏe tràn đầy, mười phương chư Phật đêm ngày độ cô, tâm bồ đề vô vô sở chướng, mở lòng từ cứu vạn chúng sanh. Dẫu cho muôn bước gặp ghềnh vẫn không chướng ngại được tình thương cô. Tình thương cô vô bờ vô bến, trải lòng từ ra đến hư không. Chúng sanh nghiệp chướng lâm đâm, chỉ có cô mới tháo vòng oan gia. Thời chúng sanh cõi ta bà, gom lòng nhân ái, kế hoa tặng người. Cảm ơn ân đức điển trời, cha mẹ vì pháp sinh thời. Đa cô, A Di Đà Phật, xin hết ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin cảm ơn cô rất là nhiều ạ, A Di Đà Phật. Con sẽ mời thêm một thành viên nữa, A Di Đà Phật. Con sẽ mời cô, A Di Đà Phật. Bên cô Đào thì anh giơ tay đúng không ạ? Cô có thể mở máy giúp con ạ.
A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào cô giáo và chào toàn thể đạo tràng. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô giáo. Thật là chúng tôi rất là bất ngờ vì không có hoa tặng cô giáo và cũng chỉ có mấy phần thơ để tặng cô giáo ngày sinh nhật ạ. À, chứ, anh nghe chị. Cô ơi, cô mở lại máy giúp con với ạ. Cô bấm lại giúp con. Cô bấm lại đi. Một lần nữa ạ. Cái chồng mở tắt tiếng lúc nãy cô mở. Được rồi ạ. Dạ, ok. Dạ. A Di Đà Phật ạ. Cảm ơn Đức Phật Di Đà. Có cô con gái tên là Võ Vân. Hiện tiền ở tại Trần Giang, dâng kinh niệm Phật giúp toàn chúng sanh. Phật tử sáng tối chuyên cần, học kinh nghe pháp vững vàng đường tu. Khai tâm mở trí tuệ ra, cùng nhau tu tập về nhà với cha. Cô cười như đóa hoa tươi, như đèn soi sáng khắp nơi đạo tràng. Những lời giảng pháp sắc son, Phật tử dễ hiểu lại càng gắng tu. Tâm bi trí dũng chai lì, quyết tâm đứng dậy đi bằng đôi chân. Để cô đỡ mỏi thân tâm, cô không phải nghĩ chúng mình đỡ lo. Dù cô khảm tiếng hoặc ho, cũng lên dẫn chúng để cho đúng giờ. Quyết tâm xây dựng đạo tràng, cùng nhau tiến bước vững vãng sanh đời này. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc cô giáo ngày sinh nhật vui vẻ. A Di Đà Phật. Chúc đạo tràng toàn thể chúng ta tinh tấn tu tập để cùng về nhà với Đức Phật. A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc nhóm thiện nguyện vui vẻ, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Chúc con cảm ơn cô ạ. A Di Đà Phật, một bài thơ rất là tuyệt vời ạ. Và tiếp theo con sẽ mời thành viên tiếp theo ạ. Như Đà Phật. Như Đà Phật, bên chị Ngọc Lâm có thể mở mic. A Di Đà Phật. Dạ, hôm nay là nhân ngày sinh nhật của cô giáo. Trước tiên là con xin cảm ơn cha mẹ ruột ạ. Xin cô giáo cho chúng con có đầy đủ cơ duyên để được gặp cô vào ngày hôm nay. Là ngày sinh nhật của cô thêm một tuổi đời cũng như thêm một tuổi đạo. Không chẳng có gì, chỉ có đóa hoa tâm gửi kính chúc cô với lời chúc mong cô luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, xinh tươi và trèo lái con thuyền đưa chúng con về bờ giác nơi Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cảm ơn cô về tất cả. Khi gặp cô con đã thay đổi, cuộc đời con đã sang một trang mới và đã cho con cuộc sống có ý nghĩa hơn, biết làm được nhiều việc tốt đẹp hơn, không còn vì mình, vì gia đình mình nữa, mà biết vì chúng sinh. Tất cả là nhờ cô đã thay đổi cuộc đời của chúng con, thay đổi tất cả mọi sự. Từ nay chúng con đã bước sang một trang mới, đã có đường đi, đã có đường lối về, để rồi cho chúng con tinh tấn tu tập một đời này. Xin thành kính tri ân cô giáo, xin thành kính tri ân cha mẹ Diệu Pháp, cha Thiện Quang đã sinh ra cô giáo để cho chúng con có cơ hội để được làm học trò của cô trong đạo tràng online. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, xin cảm ơn chị gửi lời những lời tâm tình sâu sắc đến cô giáo chúng ta. A Di Đà Phật. Chúng ta sẽ thay đổi không khí. Con sẽ mời bên gia đình của chị Thái Hằng sẽ gửi một bài hát do gia đình sáng tác gửi tặng cho cô giáo. A Di Đà Phật. Xin chào cô giáo. Vì dịch bệnh chúng em không có bánh kem, chỉ có bông bóng và tấm lòng của chúng em gửi đến cô. Và lời chúc mừng sinh nhật
tặng một lời chúc của cô giáo đến cô giáo Vân Võ. Con xin đọc. Cô Vân thân mến, con tên là Ngọc Hân, nhân ngày 19 tháng 9 cũng chính là ngày sinh nhật của cô. Con cùng gia đình của con muốn được nhắn gửi cho cô một lời chúc cũng như lời cảm ơn chân thành đến cô. Cô ơi, vào ngày này của 45 năm về trước là ngày mà thế giới chúng ta xuất hiện một vị Phật sống. Có lẽ lúc ấy cha muốn để cô xuất hiện và đảm nhận một sứ mệnh vô cùng to lớn, đó là thay cha giúp cho tất cả mọi người trên cõi ta bà này không còn đau khổ và phiền não. Sự xuất hiện của cô đã làm cho thế giới này thay đổi rất nhiều, và đặc biệt là làm thay đổi cuộc sống của gia đình chúng con. Đây cũng là món quà vô cùng to lớn và ý nghĩa cho những người thật sự cần tìm đến sự giác ngộ và cũng như muốn được giải thoát khỏi cõi ta bà này. Nhớ có sự xuất hiện của cô mà tất cả mọi thế hệ chúng con biết học Phật, biết đến sự giải thoát, cảm ơn nhận được sự đau khổ của cảnh giới địa ngục và cũng như biết đến cõi Tây Phương Cực Lạc, nơi mà luôn luôn chào đón chúng con trở về. Được biết đến cô có lẽ là niềm vui lớn nhất của gia đình chúng con, vì cô đã mang ánh sáng đến và soi sáng cho chúng con biết đường trở về nhà. Cô là một người thầy cũng như là một người lái đò vô cùng tài giỏi và tận tâm. Chính cô là người đã lái đưa những chúng sanh trên cõi ta bà này sang được bờ Tây Phương. Chúng con thật không biết dùng từ ngữ nào để diễn đạt được hết sự biết ơn này đến cô. Cuối lời, con và gia đình của con xin chúc cô luôn luôn an lạc, vui vẻ và hạnh phúc. Con xin hứa, con cùng gia đình của con sẽ quyết tâm tu tập tinh tấn, quyết trở về Tây Phương để không phụ lòng mong mỏi và công sức bỏ ra của cô. Con xin gửi lời tri ân sâu sắc và lời chúc sức khỏe đến cô. Mong cô có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục lái những chuyến đò và hoàn thành sự mệnh cao cả của mình nhé. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn gia đình chị Thái Hằng. A Di Đà Phật rất là tuyệt vời. Cảm ơn con. A Di Đà Phật. Và bây giờ con sẽ xin mời bên bé Mỹ Kim, con có thể mở màn hình, sẽ cũng có đôi lời gửi đến chúc mừng sinh nhật cô giáo. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cô Quỳnh có nghe con chưa vậy? Nghe rồi. Có nghe rồi con. Mời con. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô Vân. Con xin phép chúc mừng sinh nhật cô Vân bằng tiếng Anh. I would like to wish Vân a very happy birthday. Always stay young, healthy, and beautiful, and always have a lot of success in what Vân is doing to his sanctity. I love Miss Vân very much, and I will definitely practice diligently so that in the future I will be a person exactly like Miss Van to self-sentience. Be Miss Van will always be most wonderful person in my heart. Anh nhìn nào,
Dạ cha con xin phép hát. A Di Đà Phật. À, hôm nay sinh nhật của chị Vân, em có làm cái bánh kem để tặng cho chị Vân. Biết ơn chị Vân đã dìu dắt chúng em, và em cũng không biết nói gì hơn thì em chúc chị thêm tuổi mới thì có nhiều niềm vui hạnh phúc mới, và cùng người phối ngẫu, người phối ngẫu của chị sớm ngày giác ngộ để cùng chị đồng tâm cùng một mục đích để cùng nắm tay nhau về cõi Tây Phương, về nhà với cha A Di Đà. A Di Đà Phật, em có bao nhiêu lời để chúc chị? Dạ cô Vân ơi, giờ còn có đủ thời gian có hát một bài hát được không cô? Bé Mỹ Kim xin bài nhà hát đi con. Cho cô. Lắng lên. Đà Phật, xin cảm ơn hai mẹ con đã gửi lời chúc chúc mừng sinh nhật tới cô giáo A Di Đà Phật. Tiếp theo mình sẽ mời thành viên tiếp theo A Di Đà Phật. Xin mời bên đạo tràng Nghi Sơn Hà Tĩnh A Di Đà Phật. Mẹ con xin sám hối tại vì do chúng ta thời gian có hạn nên là con mong tất cả thành viên giơ tay sẽ mình sẽ nói ngắn gọn xúc tích. A Di Đà Phật, con xin cảm ơn ạ. Bên cô có thể mở máy giúp con ạ. Dạ được rồi ạ, con xin mời các cô ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay đạo tràng Nghi Sơn Hà Tĩnh cũng rất là cái bất ngờ vì sinh nhật của cô về đạo tràng rất bất ngờ, thì cũng là sinh nhật ngày sinh nhật của cô giáo. Thì đạo tràng xin tuyên truyền cô giáo đã chịu rất đóng tràng là thật là gần 8 tháng thì việc về cũng là chiên cô giáo cũng như là các cháu từ người cùng là đạo tràng hôm nay thì các thầy cô giáo à, A Di Đà Phật, xin giới thiệu chúc mừng cô giáo ạ.
A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nhân tiện hôm nay ngày sinh nhật của cô giáo Vân, tòa xin làm mấy câu tình tập ngược quá thì xin tại đây thì người làm mấy câu thì nếu mà không hay thì cũng xin đào tạo toàn thể đào tạo online trên toàn thể những bộ qua đó để tổ chức tập. Nhân ngày sinh nhật của giáo Vân bày lời kính chúc muôn phần từ bi, chúc cô giáo ngày càng tươi đẹp, đạt tàng ngõ lai ngày một mỹ lên, chúc đạt tàng ngày một phương tiền cầu mẫu biết dịch nhà nhà án vui, chúc cô giáo ở nước Mỹ xa xôi nhưng lòng hướng thiện về chúng một nhà, đạt tàng ngẫm phục tấm lòng cô giáo mong sao cô trẻ mãi trong nhà để những con loài thoát khỏi khổ đau, tâm lòng của giáo yên sâu trong lòng. Một lần nữa, tới đây xin dừng bước lại thời gian không cho phép kết dài, mong sao một ngày không xa nữa con giáo trở về thăm lại quê hương, cùng nhau gắn kết yêu thương, cùng nhau hướng thiện nhà nhà về nhà với cha. Cảm ơn người sinh ra cô giáo cho đạo tràng ngõ lai một bố tiên một và một sắp sẵn. Nam Mô A Di Đà Phật, chúc mừng cô giáo sinh nhật vui vẻ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con xin cảm ơn đạo tràng Hà Tĩnh ạ. A Di Đà Phật, và con xin phép sẽ được mời bên thành viên tiếp theo. A Di Đà Phật. Con xin phép được mời bên gia đình anh chị Vũ A Di Đà Phật. Ngồi vào. Hôm qua A Di Đà Phật, hôm nay những ngày sinh nhật cô giáo thì sinh nhật riêng con cô giáo. Cảm ơn ba mẹ của Pháp đã sinh ra cho chúng em một cô giáo thật là tuyệt vời. Hôm nay như này xin nhận cô giáo cũng như xin chúc cô giáo luôn tâm tâm dành ăn nạp và trẻ đẹp và hạnh phúc và nhiều năng lượng để dìu dắt chúng em về nhà với ta đi lại trong đời này. Chúng em cũng xin hứa sẽ cùng cô giáo nắm tay cô giáo và cùng tập tinh tấn để về nhà với ta trong đời này. Chúng em cảm ơn cô giáo từ ngày gặp được cô giáo thì chúng em đã biết tu tập và biết buông bỏ và biết thay đổi. Nên là hôm nay như này này thì chúng em xin cảm ơn cô giáo và tri ân công đức ba mẹ đã có. Dạ, A Di Đà Phật, xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. A Di Đà Phật, con biết là có rất là nhiều cánh tay đang giơ lên và con xin phép, tại vì thời gian cũng có hạn và chị Vân cũng sẽ có đôi lời đối với chúng ta, nên con xin phép sẽ mời bên cô Lý Nguyễn, rồi chúng ta sẽ nhường máy lại cho cô giáo. Còn những cánh tay giơ lên thì mình có thể gửi những lời chúc mừng sinh nhật qua bên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo, chư Phật chư Bồ Tát trong mười phương chứng minh cho đạo tràng online của tỉnh Hà Giang hôm nay. Phật tử Trương Thị Định pháp danh Diệu An thay mặt cho đại diện đạo tràng online tỉnh Hà Giang xin kính chúc ba mẹ Diệu Pháp, cô giáo Vân Võ thêm một tuổi mới rất nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và dìu dắt tất cả các Phật tử cùng về nhà với cha Di Đà trong một đời này. A Di Đà Phật. Happy birthday, chúc mừng sinh nhật cô giáo Vân Võ. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Cảm ơn bên đạo tràng Hà Giang, A Di Đà Phật. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay sẽ xuất hiện. A Di Đà Phật, Vân cũng biết nói gì hơn.
Thật là xúc động các vị. Năm nay sinh nhật Vân rất là đặc biệt. Vân thấy các vị nôn còn hơn Vân nữa. Hình như là mọi người nôn còn hơn Vân nữa. Cái hai ngày trước là đã có người gửi lời chúc mừng sinh nhật rồi, và hôm qua là chưa tới ngày và đã có rất rất nhiều tin nhắn. Dạ Vân từ từ còn trả lời được, và hôm qua là vỡ trận luôn, không thể nào trả lời được tin nhắn nữa. Vì Zalo rồi Facebook rồi bên Viber, Facebook Messenger, rồi bên trên Facebook, trang Facebook nữa. Vân sám hối với các vị, Vân không thể nào trả lời hết được. Và phải nói là rất là cảm ơn tất cả gia đình, đại gia đình của chúng ta đã dành tình yêu thương đặc biệt đến với Vân. Biết nói sao nữa, giờ cũng hết giờ rồi, nhưng mà quý vị có muốn nghe kể chuyện không? Nghe kể một cái câu chuyện vui không? Tháng trước là đạo tràng Mỹ có khóa tu, cũng như là chưa tới, còn một tháng nữa mới tới sinh nhật của Vân. Và Vân có hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, mà những cái bất ngờ ép tim gần chết. Ép tim mà không biết chuyện gì xảy ra. Và quý vị biết cho tới bây giờ là Vân 1, 2, 3, 4, chưa tới sinh nhật là 4, 5 cái bánh to đùng rồi. Và bây giờ thì không biết bao nhiêu bánh nữa. Cho nên qua cái mùa này thì vào cái ngày này thì Vân không gọi là muốn ốm cũng khó. Vân nhớ là cái ngày mà để Vân cho quý vị coi ha. Âm mưu của đạo tràng Mỹ cũng khá là lớn. Tuy nhiên là cũng là những cái kỷ niệm rất là đẹp và những cái ấn tượng mà rất là khó quên. Và cái này các em nhóm thiện nguyện cũng chưa có biết nè. Vân sẽ share, Vân sẽ cho các vị thấy là họ âm mưu như thế nào trong ngày sinh nhật của Vân. Và tổ chức một cái rất là bất ngờ. Hồi nãy là quý vị đã thấy rồi đúng không? Và cái này là quý vị chưa thấy nè. Không biết là hết giờ rồi. Để coi. Cái này là cái đầu tiên. Surprise! Rồi, cái đó là cái thứ nhất nha. Cái thứ nhì nè. Cắt đi chân vậy ạ. Cắt lên khúc rồi đó. Cô giáo mà nói là ăn mất bánh ra khỏi có tô mà chết.
để dành đi. Rồi đất ơi, nói tâm nữa. Cô giáo có gửi lời gì với 1.500 người trong Zoom không để em kết thúc cái trời ơi, thì cô giáo hèn luôn. Coi cô giáo hơn. Trời ơi, thương xỉu luôn. Mở quạnh cây đi. Mở đi. Vậy nha. Cô giáo sớm. Không lâu vậy không lâu. Má tôi để nó. Hồi chưa hỏi mẹ mẹ bố mẹ để nó hả? Mẹ đơ mẹ nó đâu có. Mẹ nó đâu có mẹ nó đâu ngày mà có. Có đơ chứ được hả? Đó, rồi tự xử đi. Rồi, ăn không hết con cho ra ngoài cửa. Chết mày chưa? Cho mày chữ à? Cho mình đi lẹ lẹ thôi, cà rem mất giải. Cho chụp nữa đi, cho chụp nữa đi nha. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thầy con ao ước tất cả đạo tràng hai chúng con một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cùng đức từ phụ A Di Đà trong một đời này xin Phật chứng minh A Di Đà Phật. Ok, quý vị thấy họ âm mưu lớn không? Đó, chào ba. Và quý vị biết không, Vân kể cho nghe lịch sử của ba cái bánh này nhé. Hồi bữa mà quý vị nhớ là tụi Vân đi ra ngoài để niệm Phật không? Và vừa niệm Phật xong á, là có cái thùng kẹo kéo và để giữa cái không công viên đó. Xong rồi bắt đầu hát karaoke. Một người hát karaoke, một người cầm cái mũ mà cái mũ mà A Di Đà Phật đó để xin tiền. Xin tiền từng người một. Vẫn đâu làm cái trò gì mà kỳ cục vậy. Xin tiền để đi mua bánh làm bất đề cho cô giáo mới ghê. Xong rồi đi xin tiền rồi. Vẫn đâu xin tiền mà ai không cho là không được mới ghê chứ. rồi cuối cùng á là đi về, về cái bắt đầu chia ra âm mưu, mà người thì đi mua pizza, người thì đi mua bánh, người thì đi mua Starbucks nước uống, đại khái là họ chia nhau họ làm. Còn Vân thì bữa đó Vân rất là mệt rồi và rất là đuối rồi, và anh cho em xuống, và không còn hơi nữa mà họ không cho đi ngủ. Và hai ba người gì đó chịu trách nhiệm là giữ Vân ở lại trong cái phòng ăn và không cho Vân đi ngủ. Và cứ nói cô giáo chờ chút đi. Nói không cho Vân nằm chút, bây giờ Vân không còn hơi nữa. Và đầu cổ bờm sồm mà mặt mày bơ phờ hết rồi. Rất là mệt rồi. Ăn xong cái ông cho lên phòng nói chứ ngồi chút nữa đi. Nói chuyện trên trời dưới đất chút nữa đi. Mà nói ổn mấy người này kỳ cục vậy. Xong rồi nói mà không còn hơi nói nữa, nằm luôn trên cái võng luôn mà không cho lên phòng. Có nghĩa là ba người chịu trách nhiệm giữ mình ở lại cái phòng đó. Và ở trong này họ có âm mưu mà làm sẵn hết rồi. Cho nên là vậy đó. Rồi đi ra ngoài park cũng vậy, ra ngoài công viên cũng vậy. Đó, quý vị thấy không? Rất là vui quý vị. Và Vân cảm ơn cả nhà yêu của mình rất là nhiều trong thời gian Đạo Tràng Online chúng ta cho tới bây giờ là đúng 1.5 năm thành lập Đạo Tràng Online. Đúng 1.5 năm thôi các vị, mà chúng ta có rất nhiều người đã biết đến Đạo Tràng Online chúng ta và đang nỗ lực, cũng như là nỗ lực tu tập, cũng như là đang bắt đầu tìm hiểu, cũng như là đang rất là hoan hỷ tu tập. Thì đó là cái điều mà Vân rất là mừng. Và năm nay là một trong những năm mà nhiều người gửi lời chúc mừng sinh nhật nhất luôn, và con số không thể đếm nổi. Bản thân Vân
Vân cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là cảm động lắm luôn. Cảm động vì các vị đã dành nhiều thời gian để làm những cái video clip, và cảm động vì những tình thương yêu của các vị dành cho Vân. Và để mà nói lên lời tri ân chân thành nhất của Vân là Vân sẽ nỗ lực hết sức có thể để cùng nắm tay tất cả đạo tràng online chúng ta, và nguyện một đời này tất cả chúng ta sẽ cùng về nhà, và Vân sẽ làm hết sức có thể để gọi là sao, để dìu dắt tất cả chúng ta đồng về nhà trong một đời này các vị nhé. A Di Đà Phật. Thôi mời mọi người chúng ta hồi hướng luôn nha các vị. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin tri ân các ngài luôn bên cạnh và hỗ trợ cho con cũng như đạo tràng online của chúng con được gặp mọi việc. Tuy nhiên là chúng con cũng có rất nhiều thử thách, nhưng các ngài luôn bên cạnh và hỗ trợ chúng con để chúng con mạnh mẽ hơn, để chúng con vững vàng hơn, để chúng con rõ ràng con đường về nhà hơn. Xin tri ân các ngài, và xin tri ân tất cả đạo tràng online chúng ta đã tin tưởng những gì Vân làm và cùng đồng hành với Vân. Và con nguyện đem công đức con có được hồi hướng cho tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. A Di Đà Phật. Tác đại chứng minh. A Di Đà Phật. Con chúc cả nhà luôn an lạc và hẹn gặp lại trong thời công phu sau. Chào tạm biệt và xin tri ân một lần nữa. A Di Đà Phật. Bye bye.